Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới, trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố. Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9.999 qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, sáng ngày 18 tháng 12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mười Tường, sinh năm 1969, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo kết quả điều tra, ngày 30 tháng 10 năm 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc và thành phố Hồ Chí Minh. Đến trưa ngày 30 tháng 10 năm 2020, khi các đối tượng vận chuyển 51kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngu Ân, thành phố Châu Đốc thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ 51kg vàng 9.999 cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Sau khi biết bản thân cùng đồng bọn đang bị truy nã, truy tìm trong vụ buôn lậu 51kg vàng, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bỏ trốn sang Campuchia trước, rồi tổ chức đưa các đối tượng Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an. Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 9 tháng 7 năm 2021, Vân, Lê, Phấn cùng đồng bọn ra đầu thú. Còn Nguyễn Thị Kim Hạnh bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang. Đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố về 5 tội danh. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 4 hành vi gồm buôn lậu đường cát năm 2018, buôn lậu 51kg vàng năm 2020, vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới năm 2019 và vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới năm 2020. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Liên quan đến đường dây buôn lậu 51kg của trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh tức Mười Tường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục thông báo truy tìm 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Kiệt, sinh năm 1998, trú tại khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, Nguyễn Phương Quốc Phi, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, Lê Thị Tú Trinh, sinh năm 1994, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú và Lê Văn Bén, sinh năm 1988, thường trú xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Nếu ai phát hiện Kiệt, Phi, Trinh và Bén, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 Công an tỉnh An Giang. Gặp điều tra viên Bùi Công Quang, số điện thoại 0906027282 để phối hợp xử lý. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.